Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé. Đo lên một đều 1m6 đi. Vâng, hôm nay em làm một cái video về cái cây sim giống để gửi tới các bác, lại tiếp tục một chuyến giống nữa thì đang sửa soạn để làm hàng cho khách. Đấy. Sau đây là mời các bác xem nhé. Đây, hôm nay đang làm bầu với làm ấy cho khách đây. Này, chuẩn bị sim giống. Sim giống như em thì rất là to, bầu bí rất cẩn thận nha các bạn. Cái loại ngoài này, loại ngoài này cắt được rồi, vừa rồi. Cắt để xếp xe các bạn. Đây. Vâng nha, cây sim nhỏ nhưng bầu nó phải như thế này cơ. Thì nó mới đảm bảo sức sống được. Thì nói chung là sim thì nhà ai cũng có. Đấy. Nhưng quan trọng là mình cứ đáp ứng được cho khách hàng thì cứ khai thác thôi. Em đây nhà em chả có, em đi mua về thôi, đi gom về cho khách thôi. Nhưng mà riêng bầu của em thì không phải suy nghĩ các bác. Nếu bác nào cần giống thì cứ liên hệ cho em số điện thoại ở trên video ấy. Đảm bảo uy tín chất lượng. Đấy, các bác nha, sim giống nhà em bầu nó thế này cơ. Đấy, đây này. Này quay trực tiếp cho các bác chứ không, nếu mà dòng rồi thì nó lại là một vấn đề khác. Bầu giống đảm bảo sự sống, bầu nào cũng vậy. Thì bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại. Cố gắng cắt cái đầu nó đẹp đẹp tí. Cứ to ấy Tùng, cứ to hơn không? Cố gắng cắt đừng để vỡ và nó cắt lại. Cứ để luôn đấy, dựng cái nào thò vào dựng lâu căn luôn đấy luôn. Ông cứ dựng luôn đấy. Đấy thì là bác nào mà có nhu cầu tích sim giống thì cứ liên hệ cho em. Những cây sim khủng, những cây sim giống, sim cảnh. Đủ hết nha các bác nhá. Địa chỉ em tại thành phố Tây Nguyên. Sim khủng, sim giống, các loại hoa, dơm bụt, hồng, tím, đủ hết các bác nhá. Toàn hàng khủng thôi. Thì ai cần tư vấn hay cần gì thì cứ alo cho em các bác nha. Thì cũng rất mong là các bác ủng hộ kênh và đăng ký kênh ủng hộ cho Vũ em, Vũ Linh em nha. Thì thôi thì giới thiệu qua về cái sim giống cho các bác. Thì sau đây là xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video về sau. Đấy, những cây sim giống, những cây sim khủng Thái Nguyên. Đây, quay lại một lần nữa các bác nhé. Hàng đảm bảo tiêu chuẩn, vừa bầu vừa thân, một cốt đẹp. Bên 7 thì không cần phải cắt đâu. Xin chào các bác.